Hương Thơ xin được trở lại với phần 2 của chương trình Câu chuyện Y khoa, một chương trình được thường xuyên bảo trợ bởi Bệnh viện Orncos Memorial, một bệnh viện đã từng được bầu chọn là một trong những bệnh viện tốt nhất tại quận Cam. Và bác sĩ Nguyễn Bích Liên chuyên về khoa ung thư là một trong những bác sĩ gọi là key physician đang cộng tác với Bệnh viện Orncos. Và bác sĩ là một bác sĩ là tên tuổi và được nhiều người kính trọng qua những công việc cũng như là những thành quả bác sĩ đã đạt được. Và thưa bác sĩ, hôm nay chúng ta sẽ nhắc lại cái đề tài ung thư vú. Hương Thơ có vài thắc mắc nhiều người cũng chưa, mặc dù nghe nói tới nói lui rất là nhiều lần, nhưng có những người khán giả vẫn cần được nhắc nhở thêm, vì đây là một cái bệnh rất là quan trọng, có thể lấy đi sinh mạng của phụ nữ một cách đáng tiếc, vì mình truy tầm sớm mình có thể chữa trị được hiệu quả hơn. Bác sĩ có thể nhắc lại những cái yếu tố nguy cơ khiến cho người phụ nữ bị ung thư vú ạ? Nguy cơ lớn nhất để mà bị ung thư vú là phụ nữ, tức là mình có vú thì mình sẽ có thể bị ung thư vú. Và thứ hai là tuổi tác, tức là khi mình còn trẻ, còn nhỏ tuổi thì cái cơ hội nó rất là thấp, nhưng mà đến một cái tuổi nào đó thì cái cơ hội nó sẽ lên rất là cao. Thông thường thì đối với phụ nữ người da trắng thì cái tuổi mà coi là dễ bị ung thư vú nhiều nhất là khoảng 50 tuổi. Nhưng mà đối với phụ nữ Việt Nam từ 50 đến 60 tuổi. Nhưng mà đối với phụ nữ Việt Nam thì cái tuổi đó nó thấp hơn 10 tuổi, tức là từ 40 đến 50 tuổi. Thành ra không, dù có rất là nhiều người đến gặp tôi và nói tại sao trong gia đình tôi chả có ai bị ung thư vú, mà tại sao tôi lại bị, sao kỳ lạ vậy, hay là nói ngực tôi bé vậy tại sao lại bị. Tức là trong đầu người ta nghĩ là nếu mà trong gia đình không ai bị ung thư thì mình cũng không bị, hay là cái ngực mình nhỏ thì mình không bị ung thư vú, cái vú mình nhỏ thì không bị ung thư vú. Đều là điều sai hết cả. Bất cứ phụ nữ nào có vú, dù là vú nhỏ cách mấy đi nữa, nó vẫn có thể bị ung thư vú. Lẽ dĩ nhiên nếu mà trong gia đình mình có nhiều người bị ung thư vú thì cái cơ hội mình có thể mang một cái gen di truyền, cái yếu tố di truyền truyền từ đời mẹ, bố mẹ mình tới mình, ông bà bố mẹ mình tới mình, thì nó sẽ cao hơn người khác. Có những người mang cái gen đó, thí dụ một cái nguy cơ trung bình của một người không, trong gia đình không có ai bị hết, không có một cái yếu tố gì đặc biệt hết cả, chỉ là phụ nữ và một cái tuổi nào đó, thì trong suốt cuộc đời của họ thì cứ 8 người thì có một người bị ung thư vú. Đó là nói chung ở Orange County, ở quận Cam. Trung bình nước Mỹ thì khoảng chừng cứ 10 người thì bị một người bị. Đối với phụ nữ Việt Nam thì cái cơ hội đó nó thấp hơn, nhưng mà càng ngày mình càng ở lâu bên nước Mỹ bao nhiêu thì cái cơ hội nó càng tại ngày sao nó vậy, càng bác sĩ? Cái đó là vì tôi nghĩ là vấn đề thức ăn, hóa chất, với lại như thế này nữa, là như thế này, ung thư vú là một cái ung thư rất là đặc biệt, là phần lớn là nó được kích thích bởi kích thích tố nữ, mà thường thường kích thích tố nữ nó dồi dào ở những phụ nữ nào có cái tình trạng dinh dưỡng tốt, tức là người mình nó đầy đủ chất bổ thì sinh hoạt điều hòa. Những phụ nữ nào mà ốm o, gầy mòn và kinh nguyệt không có bất thường, hay là ít kinh nguyệt hơn là không có điều hòa đó, thì thực sự ra thì họ lại ít bị ung thư vú hơn là những phụ nữ ở những cái nơi mà có kinh sớm hay là tắc kinh trễ. Những phụ nữ mà vì họ cái tình trạng dinh dưỡng không đủ, có thể tới 17, 18 tuổi họ mới có kinh chẳng hạn, rồi tới có khi nhiều khi họ tắc kinh rất là sớm, thì trong cái trường hợp đó cái cơ hội họ không phải là zero, họ vẫn có thể bị ung thư vú như thường, nhưng mà cái cơ hội nó thấp hơn những người khác. Cái điều quan trọng là đối với cái các bác sĩ là, thứ nhất là phụ nữ nào cũng vạc, và cho người bệnh nữa, ai cũng có thể bị ung thư vú, nhưng nếu mà mình cái nguy cơ mình bị cao hơn vì mình có kinh sớm, tắc kinh trễ, hay là không có con, khi mình có con nhiều á thì cái cơ thể mình trong lúc mình có bầu hay là trong lúc mình cho con bú chẳng hạn thì nó ít cái hormone hơn, nó ít có sự trồi sụt, thì cái cơ hội nó bị ung thư vú nó cũng giảm đi đôi chút. Nhưng mà không phải hệ có tôi có một bà bệnh nhân, bà ấy ăn chay suốt đời, có tới 12 đứa con, đứa nào cũng cho con bú hết, trong nhà không có ai bị ung thư hết cả mà bà ấy lại bị ung thư vú. Thành ra cái chuyện đó là cái chuyện không mình có chính xác, không có chính xác. Chỉ có là nếu mà trong nhà mình nhiều người bị ung thư vú, mình có thể nên đi thử cái gen coi mình có mang cái gen đó hay không, gen di truyền hay không. Mà nếu mình bị gen di truyền thì cái sự sàng lọc, cái sự truy tầm ung thư vú nó sẽ nhiều hơn là một người bình thường không có một cái nguy cơ đặc biệt nào hết cả.
Còn những người nào mà uống quá nhiều rượu, chúng tôi được biết là cũng có thể vâng, nguy cơ cao. Vâng, thì cái vấn đề là rượu thì nó hơi rắc rối một tí. Yeah. Tức là nếu mà mình uống quá nhiều rượu, nó có hại những cái như là hại gan của mình chẳng hạn. Những người nào mà bị viêm gan là hoàn toàn là không nên uống rượu. Về cái vấn đề ung thư vú thì có một cái nghiên cứu họ cho nói là rượu có thể gia tăng cái cơ hội bị ung thư vú. Nhưng mà lại có một cái gần đây nhất thì có một cái cuộc nghiên cứu khác nó lại nói là không phải như vậy. Thành ra cái vấn đề về rượu á, thì tôi nghĩ là nếu mình uống nhiều rượu, nhất là bia, những cái mà nó có nhiều calorie đó, để mà nó làm cho mình cân nặng cao nhiều hơn, thì chất mỡ trong người phụ nữ mà tắt kinh rồi đó, mà nếu mà mập quá mà có nhiều mỡ quá thì cái chất mỡ đó khi tắt kinh, tức là cái buồng trứng mình nó không tiết ra kích thích tố nữ nữa. Nhưng mà nếu mà mình uống rượu hay là mình bị ăn nhiều quá, mình mập phì, thì chính những cái tế bào mỡ nó sẽ tiết ra estrogen, tức là những kích thích tố nữ, và những cái kích thích tố nữ đó nó sẽ gia tăng cái sự phát triển tế bào ung thư vú. Thành ra đó là có thể cái nguyên nhân một phần là như thế. Nhưng mà đó là một cái nguyên nhân nhỏ thôi. Nếu mà quý vị theo cái cuộc nghiên cứu đầu tiên đó, cái cuộc nghiên cứu mà nó cho thấy là có sự liên hệ giữa rượu và ung thư vú, thì nó cho thấy là nếu mình uống một tuần cho tới 2 ly rượu, mà cỡ là 2 ly rượu vang thôi đó, từng khoảng 6 ounce thôi, mà tức là 12 ounce một tuần, thì cái cơ hội ung thư vú nó không có gia tăng. Nhưng mà nếu mình uống nhiều hơn thế thì cái cơ hội nó gia tăng. Thì tôi nghĩ là có lẽ là cái vấn đề calorie, tức là vấn đề năng lượng nó đưa đến mập phì hơn là cái rượu, tự là chính cái rượu. Và cũng như mình nói từ đầu là bệnh ung thư vú là bệnh, mình có những chương trình truy tầm như Hội Ung thư Việt Mỹ cộng tác với Bệnh viện Oncos tổ chức những cái chương trình truy tầm sớm, thì mình sẽ phát hiện và chữa trị sớm. Thì những người phụ nữ mà bị dense breast, mà cái mô vú dày đó chị, thưa bác sĩ, thì cần phải chụp hình 3D thì nó chính xác hơn phải không ạ? Vâng, như thế này, cái vấn đề mà khi mà mình nói đến truy tầm ung thư vú đó, thì có những cái cách nào ngoài cái cách là bệnh nhân khám ngực hay là bác sĩ khám ngực cho mình, thì những khi mà họ khám họ thấy cái gì đó là khi đó là cái bệnh nó đã thành một cục u mà mình có thể sờ được, thì cục u đó cũng thường cũng khá lớn. Thì cái cách mà mình truy tầm ung thư vú là mình muốn tìm cái ung thư vú khi nó càng nhỏ càng tốt. Thì chỉ cái cách khám vú không, nó không có đủ. Đó là cái tại sao người ta phải chụp quang tuyến vú, mammogram. Thì cái mammogram đó, nó chụp bằng cách là nó thấy được ung thư vú bằng cách là nó nhìn thấy cái sự khác biệt giữa tế bào ung thư vú và tế bào bình thường. Thì ung thư vú thường á, là khi mình chụp lên á, nó trắng, là bởi vì nó có rất là nhiều nước. Trong khi những cái tế bào mỡ, những cái mô mỡ xung quanh á, thì nó đen, nó trong, mình sẽ thấy cái đó. Nhưng mà đó là những phụ nữ nào mà cái ngực toàn là mỡ thôi. Thường đó là những phụ nữ đã lớn tuổi. Còn phụ nữ còn trẻ tuổi thì những cái mô vú đó, nhất là lúc mà trong cái thời kỳ mà mình đang có kinh nguyệt hay mình đang có bầu đó, thì cái mô vú nó rất cũng sáng lên, nó cũng nhiều nước, nó cũng khi mà chụp lên có thể là nếu mà có ung thư trong đó, nó sẽ có thể bị lẫn trong những cái tế bào vú bình thường đó. Thì những cái vú mà khi mà chụp lên mà thấy nó sáng, nó trắng như vậy thì người ta gọi là dense. Dense tức là cái nồng độ của tế bào vú nó cao. Khi mà người ta lớn tuổi rồi, những cái tế bào vú nó teo lại, nó nhỏ đi, nhiều khi nó biến đi hẳn đó. Nó không biến đi hoàn toàn 100%, nhưng mà nó lẫn vào bên trong, nó không có những cái tế bào nhiều đó. Thì chụp lên phần lớn là chỉ thấy mỡ thôi, thì nó đen, nó trong suốt, thì cái ung thư nó sẽ nổi lên như là một cái ngôi sao vậy. Trong khi nếu mà những cái tế bào mà bình thường của mình trong lúc mình còn trẻ, hay là có những phụ nữ lớn tuổi rồi nhưng mà cái ngực nó sinh ra nó vẫn dày, nó vẫn sáng, nó vẫn trắng như vậy, thì nó sẽ bị lẫn vào. Và như là Hương Thơ nói, nếu mà mình bị cái vú nó dày như vậy thì cái chụp 3 chiều là cái cách hiện thời tốt nhất để mà có thể tìm ra được. Dạ vâng. Và đó là ở ngay trung tâm của Bệnh viện Oncos Breast Center, trung tâm chữa trị và truy tầm ung thư vú, có đầy đủ những cái equipment, những cái máy móc để mình có thể chụp. Thì bác sĩ có thể cho biết là cái điều quan trọng là mình nên dense breast, mình nên tôi có nói chuyện với bác sĩ Reiterman, là người bác sĩ coi như đứng đầu cái trung tâm ung thư vú Orange Coast Memorial. Thì nếu mà chúng ta có cái ngực bình thường trong, tức là mỡ không á, thì mình chỉ cần chụp
đi chụp mammogram bình thường thôi, hai chiều thôi. Còn nếu mà chụp gọi là 3D, 3D là sao? Tức là họ chụp hai chiều, nhưng mà khi họ đưa vào máy computer thì máy computer sẽ cắt xếp lớp thêm một chiều nữa. Đó là chiều thứ ba, đó là ba chiều, tức là 3D, 3 dimension. Thì cái đó là cho với những cái phụ nữ nào mà có dense breast, mà dense, làm sao mình biết có dense breast sao? Thì khi mình chụp mammogram bình thường mình sẽ thấy là có dense hay không. Thì khi mà dense breast như vậy, người ta sẽ lần tới người ta recommend, sẽ phải chụp mình như thế, cái loại khác. Thì nếu mà dense breast thì chụp 3 chiều là tốt nhất. Tuy nhiên ông cũng có nói là có những phụ nữ, nhất là phụ nữ Việt Nam chúng ta, có đôi khi cái ngực nó dense đến cái độ mà chụp 3 chiều nó cũng không thấy luôn. Thì trong cái trường hợp đó phải chụp thêm cả siêu âm. Nhưng mà chúng ta vẫn phải chụp mammogram. Chứ nếu mà chúng ta chỉ chụp ultrasound thôi thì lại cũng không đủ. Ultrasound tức là siêu âm không thôi cũng không đủ. Tức là đối cái vấn đề ung thư vú truy tầm, cái chính vẫn là chụp mammogram, hoặc là 2 chiều hoặc là 3 chiều tùy theo cái tình trạng, cái nồng độ vú của mình nó như thế nào. Có những phụ nữ chúng tôi sẽ khuyên là chụp thêm cái ultrasound siêu âm để mà cho nó thấy rõ hơn. Cảm ơn bác sĩ Bích Liên rất nhiều. Xin giới thiệu đến quý vị Breast Center tại Bệnh viện Orange Coast Memorial, nơi có đầy đủ những máy móc để chúng ta có thể truy tầm ung thư vú một cách hiệu quả hơn. Lần tới chắc có lẽ bác sĩ phải trở lại để nói thêm về bệnh ung thư vú, mà thường có rất nhiều câu hỏi mà vì thời gian đã quá quá hạn hẹp. Cảm ơn bác sĩ Bích Liên và mong rằng quý vị tiếp tục tìm hiểu những cái thông tin về bệnh ung thư vú. Đó là cái sự hiểu biết có thể là một cái phần giúp chúng ta chữa trị cái bệnh ung thư vú nếu chúng ta lỡ bị mắc phải căn bệnh này. Xin hẹn bác sĩ Bích Liên vào lần tới ạ. Vâng, xin kính chào quý vị.